Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với xóm anime. Hôm nay chúng ta sẽ đem đến cho các bạn câu chuyện về Shin, cậu bé bút chì. Xem xong các tập này tớ mới biết bố đã từng giấu mẹ chi tiêu phung phí nên đã được thấy mẹ hóa quỷ rồi đấy. Mà cu Shin với dì Musae xem ra thân nhau phết. Với lại siêu quậy suýt tí nữa là được lên phi thuyền ngoài hành tinh rồi. Toàn là những câu chuyện thú vị, không chần chờ nữa, cùng bắt đầu thôi nào. Tập phim Máy trả lời tự động. Hôm nay mẹ sẽ đi mua sắm, cu Shin đành để cho dì Musae lo vậy. Bữa trưa thì cứ nhờ dì làm gì ăn đi. Vừa nghe dứt câu thì cu cậu liền lộ ra vẻ mặt khó chịu. Musae chỉ biết làm cơm ăn với natto thôi, mà đối với dì thì như vậy là đỉnh lắm rồi. Cũng không sao, những lúc thế này thì thường người ta sẽ đặt sushi về ăn chứ nhỉ. Người ta mà dì đang nhắc tới chắc là đại gia bạc tỷ nào đó ấy chứ. Mẹ Musae kỳ bò thật đấy. Đúng vậy, mẹ keo kiệt thật. Hai dì cháu cứ thế một người nói một người tán thành. Musae tìm trong tủ lạnh thấy không có gì thú vị thì chuyển sang tìm mấy hộp mì ramen. Xin bảo mì ramen ở chỗ cái tủ dưới cái lò vi sóng. Dì định thử vài hộp thì ai ngờ bên trong vách tủ là rất nhiều đồ lộn xộn. Mở ra hết bịch này là tới bịch khác thì nhau tràn ra ngoài, làm bẩn cả sàn nhà. Đành dọn trước rồi ăn sau thôi. Siêu quậy sẽ ép hết đống đồ vào trong tủ và đóng tủ, còn Musae sẽ hút hết đống bụi. Mà sao cái máy hút bụi âm thanh cứ kỳ kỳ mà cũng chẳng hút được gì cả. Dì tháo ra xem thử thì phát hiện bên trong toàn rác. Chả nhẽ mẹ cứ thế dùng mà không đổ rác bất cứ lần nào ư? Không biết mẹ đã lãng phí bao nhiêu tiền điện nữa. Xin bảo đó là do mẹ thiếu kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Musae thêm vào từ keo kiệt, siêu quậy thêm vào từ dữ dằn. Thế là cả hai như tìm được đồng minh, cứ thế mà cười. Giờ thì đã dọn xong cái máy, thử mở lại nào. Quả nhiên lần này nó hoạt động rất trơn tru. Xin cảm thấy sức mạnh của máy hút bụi nên cũng muốn thử kiểm soát con quái thú mang tên máy hút bụi này. Musae đồng ý và tháo thanh nối ra để cho thằng cháu dễ cầm. Cầm máy hút bụi mà Shin cứ như đang sở hữu trong tay thứ sức mạnh ghê gớm lắm. Mà cũng đúng lúc nước sôi rồi, ăn xong rồi dọn tiếp vậy. Musae độc chiếm yakisoba trước. Shin chỉ được ăn hộp mì chambon thôi. Cả hai đều biết mì yakisoba ngon hơn nhiều. Cụ cậu chơi trò tâm lý, vì là người lớn phải nhường trẻ con chứ. Ai ngờ đối với Musae thì không phân biệt lớn bé, chỉ có ăn hoặc bị ăn, kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Đó chính là triết lý sống của Kasukabe Savanna. Mà kệ vậy, mì của Shin xong rồi. Ông nhõ nhìn vào hộp mì rồi kêu lên ngon quá, kích thích trí tò mò của dì. Sau đó Shin cố gắng để ăn từ từ, cảm nhận hương vị và diễn như thể hộp mì của mình là ngon nhất trên đời, còn khích dì bằng các miếng tôm và bạch tuộc. Không biết Musae có muốn ăn không ta? Làm sao mà cưỡng lại được hương vị biển cả chứ? Dì đưa hộp yakisoba ra và mong Shin sẽ thả vài miếng hải sản vào đó. Ôi nếu dì đã muốn ăn tới vậy thì kệ dì chứ ai quan tâm? Thằng nhóc khôn lỏi này. Mà đối với Musae thì đây chỉ là trò trẻ con. Người đã sinh ra trước Shin cả mấy thập kỷ như dì Musae thì có nhiều trò thâm hiểm hơn nhiều. Dì giả vờ không thèm nữa, dì chuyển sang ăn hộp yakisoba một cách ngon lành, review một cách siêu chân thực tới từng cọng mì, nước sốt. Trải nghiệm hoàn mỹ như này thật khó có thể xuất hiện ở món khác. Chính điều này đã khơi gợi sự ham muốn của Shin, mà nếu cu cậu đã muốn ăn vậy thì sao chúng ta không thử vài miếng của nhau nhỉ? Như vậy thì Shin sẽ được thử vị của cả hai loại mì. Thấy ý kiến hay, siêu quậy đưa hộp mì của mình cho dì và được ăn mì yakisoba. Thì sau đó có được hộp mì của Shin thì ăn lấy ăn để, rồi nhanh chóng đòi lại hộp mì. Shin cũng không nghi ngờ gì, nên khi nhận lại hộp mì thì chỉ còn mì chứ mất hết hải sản luôn. Musae lúc này đã nhanh chóng thanh lý xong hộp yakisoba rồi. Quả nhiên là mưu hèn kế bẩn, Shin không còn cách nào khác ngoài cam chịu cái triết lý sống ỷ mạnh hiếp yếu của dì. Những người sống bẩn thì thường gặp quả báo. Musae nhận ra là mình đã cho thiếu gói gia vị, thứ tạo nên linh hồn của món yakisoba. Điều này thực sự khiến dì như thể bị sang chấn tâm lý. Ngay cả khi ăn xong và đi dọn dẹp thì vẫn không ngừng nhắc đến gói gia vị rau diếp biển và gừng hồng cắt lát. Siêu quậy nhìn Musae dọn dẹp liền nhận xét quả nhiên dì là kiểu người vô tư, mặc dù không lười nhí. Nhưng Musae cho rằng mình là kiểu người thanh lịch mới chính xác. Mà dọn chỗ này như vậy có vẻ sạch rồi, tiếp theo là trong góc tủ. Xin bảo cứ bỏ qua góc tủ cũng được mà, có ai biết đâu. Nhưng Musae với một tinh thần thép cho rằng nếu cứ như vậy thì bụi sẽ tích lâu ngày, kết quả là sẽ chẳng ai biết được một góc nhà siêu bẩn. Nhưng nếu moi được nó ra thì những bụi bẩn sẽ được biết tới và mọi người sẽ biết tới sự tồn tại có nghĩa của nó. Đây là công việc mang tính nghệ thuật hơn là việc dọn dẹp thông thường. Sau đó dì bày thẳng một cái móc phơi quần áo và gọi nó là Musae Hen. Mà công nhận cái Musae Hen này hữu dụng thật, chỉ cần khều tí là ra bụi. Sau đó dùng máy hút là xong. Xin chợt thấy không hợp lý, nếu thế sao không dùng máy hút luôn từ đầu? Thằng cháu non rồi, Musae giải thích, nếu vậy thì chẳng thể nào vào sâu bên trong được. Nhưng nếu muốn vào sâu hơn nữa thì không thể chỉ dùng Musae Hen. Dì quyết định lấy các loại giấy của các cuộn giấy, dán chúng lại và thế là chúng ta có một phiên bản ống hút độc lạ. Gắn vào máy hút và thế là có thể dễ dàng hút được sâu bên trong. Lạch cạch, có tiếng gì ấy nhỉ? Thì ra chiếc máy hút phải một con dấu, không được để nó chui vào máy. Xin nhanh chóng gỡ ống hút bằng lõi giấy và thành công bắt được con dấu, nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Đầu hút vô tình hút phải các cuộn giấy, và thế là tối hôm đó, cả dì và thằng cháu phải nhịn ăn mà ngồi gỡ hết đống giấy đó ra.
Tuy đã bẩn, nhưng cứ để bố dùng cũng được. Tập phim Văn phòng tỉnh Saitama hàng tuần. Văn phòng tỉnh Saitama là biểu tượng của chính quyền tỉnh Saitama, với kết cấu đơn giản nhưng sang trọng và rất thái công. Tòa nhà thường được sử dụng như một địa điểm trong phim hoặc các chương trình truyền hình, giờ đã có thể nằm trong tay bạn. Ấn phẩm đầu tiên của văn phòng tỉnh Saitama hàng tuần. Nếu bạn mua đủ các phần mà chúng tôi sản xuất hàng tuần, kết quả sẽ là một mô hình văn phòng tỉnh Saitama phiên bản thu nhỏ với tỷ lệ chính xác. Ấn bản đầu tiên sẽ chỉ có giá 580 yên thay vì 1480 yên như bình thường. Bố nhìn là thấy khoái rồi, ước gì được mua về lắp ráp nhỉ? Mẹ Misae phản đối ngay, mua xong thì định để ở đâu chứ? Bố bảo cứ để ở cửa cũng được, nhưng mẹ từ chối. Xin mượn gió bẻ măng, nếu bố dành tiền để mua mấy cái này thì bố nên mua mô hình căn cứ bí mật của siêu nhân Action cho mình. Nhưng đây là công trình đầu tiên của chính quyền đấy, kích thích quá đi ấy chứ, không mua thì hơi phí. Nhưng có vẻ thằng con với mẹ không quan tâm cho lắm. Hôm sau, bố vào một tiệm sách tìm bộ mô hình, cuối cùng cũng thấy rồi. Giá cho ấn bản đầu tiên sẽ chỉ có giá 580 yên, những lần tiếp theo sẽ là 1480 yên với một ấn bản. Tính ra mua 4 ấn bản một tháng sẽ rơi vào khoảng 6.000 yên, mà nó có tổng cộng bao nhiêu ấn bản vậy chứ? Khó nghĩ thật, thôi kệ, cứ mua đi. Bố vừa về nhà liền chạy ngay lên phòng, phải giữ bí mật với mẹ thôi. Giấu ở góc khuất là được rồi nhỉ, bố quyết định giấu dưới gầm bàn. Đột nhiên xin bước vào, từ khi nào bố lại mở máy tính và diễn như thật vậy? Bố đang làm gì đó? À, bố gửi mail ấy mà, không có gì đâu, đi tắm thôi. Bố né tránh sự nghi ngờ một cách mượt mà như sân siêu. Hôm sau bố phải ở nhà trông nhà, còn ba mẹ con sẽ đi ra ngoài. Chẳng phải đây là một cơ hội tuyệt vời sao? Bố nhanh chóng chạy lên nhà và bắt đầu lắp ráp cho mô hình văn phòng chính quyền Saitama. Trông khó phết bố nhỉ? Ừ, đối với trẻ con như siêu quậy thì bộ này có vẻ khó thật. Cơ mà thằng con làm gì ở đây? Chẳng phải xin đã ra ngoài với mẹ rồi sao? Thì ra cô cậu thấy bố cứ lén la lén lút nên đã xin mẹ đi vệ sinh rồi quay ngược vào bên trong. Nghi ngờ bố xem mấy thể loại phim hư hỏng nên xin mới đột nhập vào quan sát bố và phát hiện ra mô hình này. Giờ thì siêu quậy đưa tay, còn bố đưa gì nhỉ? Bố nghĩ một chút, không biết đầu nể số những gì nhưng đi xem chỉ tay cho xin, phá như đúng rồi mà cu cậu cũng sợ. Mà dẹp trò đó qua một bên, thứ cậu nhóc cần là lệ phí để mình giữ miệng. Bố quyết định cho xin 10 yên, thấy thằng con vui sướng với 10 yên nên bố vô tình coi thường. Hóa ra 10 yên chỉ là số tiền phải đưa mỗi ngày, mà thế còn đỡ hơn là bị phát hiện mua mô hình này. Chỉ mất một lúc, bố đã lắp xong mô hình của ấn bản đầu tiên, trông cứ lởm chởm khó chịu quá. Ấn bản thứ hai sẽ là bộ tường phía trước, thử nghĩ nếu hoàn thành thì trông nó sẽ hoành tráng tới mức nào. Xin cuối cùng cũng hiểu ra được sự hấp dẫn của mô hình này. Nhưng lỡ bị mẹ phát hiện thì sao? Bố vô tư cho rằng khi nào bị phát hiện rồi tính tiếp, vấn đề là bố sẽ phải ứng tiền từ mẹ để có thể mua ấn bản tiếp theo. Tới tối, khi bố hỏi tạm ứng thì mẹ cằn nhằn, nhưng với lý do công việc thì quả nhiên là không thể không cho. Vậy là cả hai bố con đều vui mừng, nhưng tại sao cả siêu quậy cũng vui chứ? Mẹ có chút nghi ngờ, nhưng bố lấy lý do là do xin lo cho bố, thành công thoát khỏi sự nghi ngờ của mẹ. Thời gian cứ thế trôi qua, một hôm nọ, xin vừa về nhà thì liền chạy lên lầu. Mẹ thấy dạo gần đây thằng con quan tâm lầu trên hơi quá thì phải. Thì ra ông nhõi lên xem mô hình bố mới làm xong hôm qua, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Là mẹ mở cửa phòng tìm xin, nhưng nhầm phòng, tạo thời gian cho siêu quậy diễn. Khi mẹ mở đúng phòng thì lại thấy xin nằm trên sàn, tìm lại hơi ấm của dì Musae. Nhưng dì vừa mới tới nhà mình chơi hôm trước mà. Thế lý do thật là gì? Cụ cậu vẫn khăng khăng là chỉ đang cố tìm lại chút hơi ấm của dì Musae thôi. Mà xin lại bẻ sang chuyện khác, thỉnh thoảng mẹ cũng nên dọn căn phòng này đúng không? Mẹ thực sự bị đánh lạc hướng, mẹ ấp úng bảo mẹ cũng đang định dọn căn phòng này rồi. Siêu quậy nhanh đi ra rửa tay với súc miệng đi. Xin chỉ dạ cho có rồi nhanh chóng quay lại với mô hình. Cậu nhóc lấy ra một mô hình siêu nhân Action phiên bản tí hon mà Masao cho. Sau đó đặt nó vào mô hình tòa nhà mà bố lắp ráp. Tưởng tượng ngồi ghế xếp rồi làm xếp, chơi cái trò này có khi nghiện mất. Đang vui tự nhiên có tiếng bước chân, xin dùng tốc độ của The Flash nhanh chóng cất đồ và đóng hộp. Thì ra là mẹ thực sự muốn dọn phòng này. Rồi sao đây, nếu mẹ dọn thì sẽ lộ ra mất. Ông thần tìm đủ loại lý do để ngăn mẹ lại, nhưng không được rồi. Mẹ xách thằng con lên và kiểm tra cái thùng. Điều gì tới cũng sẽ tới, mô hình đã bị lộ. Tối ấy trời có sấm nhưng tâm trạng bố vẫn rất vui vẻ, trên đường về nhà còn ngân nga bài ca vì đã mua được ấn bản thứ tư. Nhưng vừa mở cửa thì đã có quý nhân đứng chờ sẵn, và sau đó... À, mà làm gì còn có sau đó nữa? Tập phim nói về ước mơ. Mở đầu là lời chào của ông chủ Yoda tới khán giả. Đã là mùa hè rồi, mùa của bia và thịt, ông có một ước mơ nhỏ nhoi, đó là khiến quán này to hơn. Mô hình quán thịt nướng trong mơ của ông ấy là một tòa nhà 5 tầng, tầng 1 là bán thịt nướng, tầng 2 cũng vậy, tầng 3 cũng thế, tầng 4 cũng như tầng 3, và tầng 5 thì giống tầng 4, tất cả đều là bán thịt nướng. Ông muốn xây nó ở khắp mọi nơi để tạo một chuỗi cửa hàng thịt nướng, nhưng nếu có quá nhiều quán thịt nướng thì lấy đâu ra đủ thịt chứ? Mà sao cũng được, ông cười sảng khoái, do say nên nói sảng, và chợt nhận ra mô hình quán trong mơ không hề có cửa ra vào. Tập phim Muốn gặp người ngoài hành tinh.
siêu nhân B bắn điện nè, mà sâu đã dính chiêu, đầu cơm nắm dần ngã ra sau và trượt xuống đất bằng cầu trượt. Thì ra cả hai đang chơi đóng giả nhân vật phim hoạt hình. Nhưng mà xin toàn lấy vai tốt thôi, cho Masao làm siêu nhân hay gì đó với chứ. Thấy bạn mình cầu xin như vậy, cụ cậu tốt bụng nên cho đầu cơm nắm chọn làm một cô gái yếu đuối hoặc một tên ăn cướp. Thế thì khác gì làm quái vật khi nãy chứ. Xin phàn nàn, Masao đòi hỏi quá đáng, mà chắc người quá đáng là siêu quậy ấy chứ. Mặc cho cậu bạn cầu xin thế nào xin cũng không chịu. Tự nhiên Bo nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ trên bầu trời, cả nhóm xúm lại xem, hình như là một vệt sáng trên bầu trời, rất nhanh rồi lại biến mất. Siêu quậy háo hức, hết bò sang bên trái Bo thì sang bên phải, mắt chữ O, mồm chữ A. Masao cũng nhanh chóng trèo lên với Bo, nề nề cũng vậy. Liệu đó có phải UFO không? Ai cũng tò mò. Kazama đính chính, nó chỉ là một chiếc máy bay phản lực vô tình phát sáng do ánh mắt trời chiếu vào thôi. Sau khi nghe giải thích thì Shin liền cảm thán, vậy đúng là có người ngoài hành tinh thật. Cụ cậu nói vậy vì căn bản không nghe Kazama giải thích. Dù Kazama có giải thích khô cả cổ thì Shin cũng đinh ninh đó là người ngoài hành tinh cùng với UFO của họ. Chị đại ngây thơ hỏi thế nó không phải UFO à? Kazama thấy mình cần giải thích thật rõ nên nói rằng UFO là viết tắt của vật thể bay không xác định. Cơ mà nếu thế thì Kazama cũng có xác định được đâu, xa thế kia cơ mà. Nếu vậy trong trường hợp này nó thực sự là một UFO rồi còn gì? Kazama vừa mới tự hack não chính bản thân mình. Nene thấy Kazama bị hack não thì lại càng thêm niềm tin đây là một UFO. Siêu quậy thầm mong rằng người ngoài hành tinh sẽ là một chị gái xinh đẹp, tai mèo đuôi mèo. Kazama dẹp ngay suy nghĩ của cậu nhóc. Nhóm bạn chạy ra thông báo cho cô Yoshinaga về việc vừa nhìn thấy UFO trên trời. Nào là nó bay xẹt ngang qua, nào là lóe sáng, rồi nào là có rất nhiều người ngoài hành tinh ở vùng qua B. Chị đại hỏi vậy người ngoài hành tinh có thật không cô giáo? Yoshinaga thực sự không biết nên trả lời thế nào, mà chắc là có. Kazama không hài lòng, liền phản ứng, người ngoài hành tinh hay các địa bay đều không có trên trái đất. Shin liền bảo có đấy và đưa mông ra đuổi theo Kazama khiến cậu nhóc hoảng sợ chạy lung tung. Sau khi siêu quậy về nhà thì nhanh chóng vứt hết quần áo bừa bãi ra sàn rồi thay đồ chạy ra ngoài. Thì ra đám bạn hẹn nhau lên núi tìm UFO. Kazama thì luôn miệng bảo thực sự không có UFO hay người ngoài hành tinh đâu. Đang đi thì tự nhiên Shin hét toáng lên. Không thể nào, không thể nào. Tớ quên mang vợt để bắt người ngoài hành tinh rồi. Trời ơi siêu quậy ơi, làm các bạn thiếu chút nữa là tim nhảy ra ngoài rồi. Ông nhõi thực sự nghĩ có thể bắt người ngoài hành tinh bằng vợt bắt côn trùng à? Masao thần kinh yếu, nghĩ ngay tới viễn cảnh thực sự nếu có UFO thì có khi nào cả đám sẽ bị bắt cóc lên con thuyền đó không? Shin thay vì sợ lại muốn lên địa bay dù bằng bất cứ kiểu nào. Nhưng lỡ gia đình thấy mình mất tích rồi lo lắng thì sao? Siêu quậy chợt thấy khó, không lẽ trước khi lên cũng phải suy nghĩ trước hay gì? Đầu cơm nắm thực sự không nói tới việc lên UFO mà là đang nói tới việc bị bắt cóc. Nói tới đây không biết Masao đã tưởng tượng ra cảnh gì mà khóc như mưa. Kazama trấn an cậu bạn là không có người ngoài hành tinh đâu. Nhưng lỡ có thật thì thế nào? Thế là Masao lại khóc. Đầu cơm nắm phiền thật đấy. Nene chợt chỉ ra một bãi cỏ mà có khả năng cao là bãi đáp của UFO. Thế là xin xung phong đi khám phá trước. Cả bọn quyết định băng qua đám cỏ cao một cách khó khăn để tới với bãi cỏ trống. Đang di chuyển thì đột nhiên Bo tăng tốc nhanh hơn hẳn mọi người. Thì ra Bo có thể chạy nhanh đến vậy. Thấy có điểm, Kazama quay lại thì thấy có gì đó đang bò rất nhanh ở phía dưới đám cỏ. Thì ra tiến sĩ đá chạy nhanh là vì sợ. Cả hội thấy có gì đó đang chạy xung quanh liền hoảng sợ. Có khi nào là người ngoài hành tinh không? Xin đứng lại nhìn rõ hơn. Thì ra đó là Bạch Tuyết. Chú chó của siêu quậy cũng muốn theo tìm người ngoài hành tinh. Kazama sau khi bị dọa cho một phen hú hồn thì liền từ bỏ và quay về nhà. Masao nhất cái cũng theo Kazama. Giờ thì chỉ còn Nene, Shin, Bo và Bạch Tuyết. Thế là cả ba đi tìm địa bay. Ở bãi cỏ trống này không hề có địa bay nào cả. Siêu quậy tìm ngay cả ở trong cỏ, hỏi cả chim trời và cả dưới hòn đá. Chắc do họ ngại, chứ không phải Shin ngây thơ tới mức nghĩ họ trốn dưới hòn đá đâu. Mà giờ làm sao đây? Cứ thế này thì tìm người ngoài hành tinh kiểu gì? Đột nhiên Bo nảy ra ý tưởng, nối tay nhau và khẩn cầu UFO giống trên TV ấy. Cả bọn tán thành, hơi tâm linh nhưng cũng không còn cách nào khác. Siêu quậy, Nene, Bo và Bạch Tuyết nối tay nhau, bắt đầu bài ca khẩn cầu UFO. Shin thấy chán nên đã tự tạo lời ca riêng cho mình. Thật bất ngờ, ngay khi cu cậu ngân lên lời hát thì có một vật thể bay siêu to khổng lồ trên đầu các bạn. Thì ra đó chỉ là một chiếc máy bay khinh khí cầu hình siêu nhân action. Siêu quậy thì cứ đinh ninh đó là UFO của siêu nhân action và đuổi theo. Đến cuối mỏm đá thì mới từ bỏ. Mặc dù không tìm thấy UFO nhưng chị đại vẫn thấy khá vui. Đột nhiên có một vệt sáng trên bầu trời, tuy không hy vọng gì nhiều nhưng Shin vẫn cầu mong nó sẽ đợi và cho mình lên cùng. Bất ngờ đốm sáng di chuyển siêu nhanh thành một hình thù gì đó rồi biến mất, làm nhóm siêu quậy hú hồn một phen. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ xóm anime nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!